thiện tri thức là cha mẹ quý vị nuôi dưỡng thân bồ đề của chúng ta đây là từ trên ví dụ mà nói thiện tri thức quan trọng biết bao con người không thể thiếu thiện tri thức không thể không thân cận thiện tri thức thiện tri thức là con mắt của ta có thể thấy được tất cả thiện ác đạo thiện tri thức là thuyền lớn của ta đưa ta ra khỏi biển sanh tử biển sanh tử Chính là Luân hồi Lục Đạo Chúng ta luôn là trong Lục Đạo Vô lượng kiếp Đời đời kiếp kiếp Không ra khỏi được Nhưng Đích thực Có rất nhiều người Không biết được chân tướng sự thật Họ diễn diễn không nghĩ đến Mình phải ra khỏi luân hồi Không nghĩ đến Gặp được thiện tri thức Nghe được lời dạy của thiện tri thức Biết được chân tướng sự thật Muốn cầu xuất ly Nhưng không tìm được đường đi Có đường đi Nhà Phật thường nói Tám dạng bốn ngàn pháp môn Mỗi pháp môn đều có thể giúp quý vị ra khỏi Nhưng mỗi người căng tanh khác nhau người căn tánh lanh lợi được họ y theo phương pháp này tu học có thể ra khỏi người căn tánh kém cỏi không được tu định không đạt được định được định không thể khai trí tuệ chiếm đại đa số có một số ít người thành tựu quý vị xem bao đời nay có bao nhiêu người tu hành có mấy người thành tựu không gặp được pháp môn tịnh độ không gặp được pháp môn niệm phật gặp được đối với đạo lý này không hiểu rõ không minh bạch nên bán tính bán nghi đối với pháp môn này không tin tấn tu học lại bỏ qua cơ hội ngay trước mắt trường hợp này chiếm rất nhiều nếu thật sự hiểu rõ ràng minh bạch không khó Cương lĩnh tu học của tịnh tâm có tám chữ Phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm Như vậy sẽ thành công Nhưng tịnh tông Chư Phật Như Lai đều nói Đây là pháp khó tin. Nhưng khi thực hành lại dễ, khó tin dễ hành. Trước đây tôi theo học với đại sư Chương Gia, đại sư dạy rằng: Phật pháp đại thừa khó hiểu dễ hành. Vì khó hiểu nên Đức Thế Tôn giảng kinh dạy học suốt 49 năm. Hành trì rất dễ Chỉ cần phát tâm chân thành Thật thà niệm danh hiệu Phật A-di-đà Quý vị thì trong kinh A-di-đà nói Cần thời gian bao lâu? Từ một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày Sẽ được thành tựu Hàng thưởng thưởng căn một ngày là thành tựu một ngày phạm phu thành phật quý vị tin được chăng trong tịnh độ thánh hiền lục thấy có một câu chuyện một ví dụ pháp sư doanh khả thời nhà tống là một người xuất gia một tỳ kheo phá giới ông căn tánh rất nặng nghĩa là tập khí phiền não rất nặng bản thân không sao cũng chị nên phá giới phạm lỗi rất nhiều cũng may ông có chút thiện căn ông tự biết những tội lỗi mình tạo ra chắc chắn đọa địa ngục nghĩ đến cái khổ trong địa ngục ông vô cùng sợ hãi đối trước đại chúng đồng tu cầu sáng hối cầu họ giúp đỡ có phương pháp nào giúp ông không đọa địa ngục Có một vị đồng tu đưa ông xem cuộn giảng sanh truyện Sau khi xem xong ông cảm động khóc than Thật sự có thể giảng sanh đến thế giới cực lạ Vấn đề liền được giải quyết nên ông đã phát tâm niệm Phật Đóng cửa phòng Niệm Phật suốt ba ngày ba đêm Không ăn Không ngủ Không nghỉ ngơi suốt ba ngày ba đêm Chân thành đến cực điểm Và đã cảm ứng được Phật A-di-đà đến Đức Phật Di Đà nói rằng Thọ mạng của ông còn 10 năm Cố gắng tu học Đến lúc ông làm chung Phật sẽ đến tiếp dẫn Đại sư Doanh Khả nghe như vậy liền bạch Phật Tập khí của con rất nặng Bản thân không sao khống chế được Nếu sống thêm 10 năm Không biết tạo bao nhiêu tội nghiệp còn không cần 10 năm thọ mạng này Chỉ muốn đi theo Ngài ngay bây giờ Đại sư Doanh Khả Quả là một người thông minh Hiểu rõ bản thân mình Phật A di đà liền đồng ý và nói rằng Thôi được, ba ngày sau ta đến tiếp dẫn con vì sao Phật A-di-đà không lập tức đưa ông đi Muốn ông làm tấm gương tốt cho hậu nhân noi theo Ông nghe Đức Phật nói ba ngày sau đến tiếp dẫn nên vô cùng quan hỷ Liền mở cửa phòng nói với đại chung Ba ngày nữa mình giảng sanh Không ai tin điều này vì ông không phải là người tốt Trong chùa mọi người đều coi thường ông Cũng may thời gian ba ngày không dài Mọi người đợi xem ba ngày sau ông có giảng sanh chăng Đến ngày thứ ba Ông yêu cầu những người đồng tu Mọi người niệm Phật đưa ông giảng sanh Mọi người đều rất quan hệ Tôi xem ông giảng sanh như thế nào Đúng theo thời gian ông nói Mọi người tập hợp trong đại điện Để tiễn đưa ông Niệm được một khắc Ông tuyên bố với mọi người Phật A-di-đà đến tiếp dẫn Tôi phải đi theo ngài Và sư thật sự ra đi không hề sanh bệnh Sư đi thật Đây không phải giả sư niệm phật bao lâu ba ngày ba ngày ba đêm như trong kinh di đà nói từ một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày sáu ngày bảy ngày còn sư ba ngày thật sự được giảng sanh chúng ta niệm phật trên miệng nói giảng sanh tôi treo ở đây tấm bảng một tuần sau chắc chắn giảng sanh quý vị dám đến niệm chăng Quý vị thấy tấm bản này đều sợ chạy hết còn dám đến chăng? Bảy ngày sau là chết, như vậy ai không sợ? Nên đó là giả, không phải thật. Sao pháp sư Doanh khả lại được? Sư là thật, không phải giả. Sư biết ở thế gian này, sư không vừa qua được mê hoặc, không chịu được sự lôi cuốn khiến sư làm ra những chuyện sai lầm nên tâm ngài rất khẩn thiết muốn xa rời thế gian này tâm đó cảm ứng được phật a di đà sư làm được chúng ta cũng làm được mỗi người đều làm được như vậy vấn đề chính là tâm không thật là giả tâm và khẩu là hai vấn đề khác nhau người ta tâm và khẩu đồng nhất nên sư đã thành công